Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi chữa bài tập nguyên lý kế toán nhé. Ở chương số 6 đúng không? Thì hôm trước chúng ta đã chữa xong bài số 3 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chữa đến bài số 4. Đấy, bài số 4 như mình đã nói là nó cũng giống ở một cái dạng ở trong cái đề thi đúng không? Nó cho những cái số dư như này. Và nó sẽ nói đến các nghiệp vụ bắt chúng ta định khoản. Đó. Thì trong đề thi nó cũng sẽ kiểu như vậy. Và ở đây thật ra là chúng ta làm cái mà kế toán bán hàng thì nó sẽ là tổng quát hơn đúng không? Kế toán bán hàng nó sẽ có cả mua hàng này, rồi bán hàng này. Đấy, thật ra là bài tập chương 6 là cái bài tập tổng quát nhất. Đấy mà nó khá là giống với cái đề thi. Đấy mà gần nhất là giống với cái đề kiểm tra chúng ta sắp kiểm tra. Đó. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải chắc cái phần mua hàng ta mới sang được phần bán hàng đúng không? Không ta lại nhầm lẫn với nhau. Cho nên mình vẫn chữa hết cho mọi người nhá. Cụ thể bây giờ mình sẽ chữa bài 4 này. Đấy, bài 4 của chúng ta như sau. Đó, bài số 4 này người ta cho ta này là tình hình tài sản. Đấy, có rất nhiều tài sản như này. Và tiếp theo là nguồn vốn đúng không? Là từng này. Rồi, người ta cho chúng ta tài sản, nguồn vốn các thứ thôi. Thì bây giờ là gì? Chúng ta sẽ quan tâm hơn đến cái việc là trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như thế này. Có 6 nghiệp vụ. Và yêu cầu ở đây chắc chắn ý, sẽ là định khoản đúng không? Đấy, đầu tiên chắc chắn là định khoản rồi. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ trên vào các tài khoản có liên quan. Tức là ý người ta định khoản xong thì hãy lập cái chữ T ra mà ghi vào. Đúng không? Thì mình như mọi lần thôi, mình sẽ định khoản của mọi người nhá. Còn ý, lập bảng cân đối tài khoản này thì thật ra nó rất là dài. Đấy, và đi thi nó cũng không yêu cầu người ta lập bảng cân đối tài khoản. Cho nên mình cũng không chữa. Được không? Mình sẽ chữa của mọi người cái định khoản. Thật ra là mọi người nắm chắc cái định khoản thì cái gì chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Ok. Đầu tiên này là chúng ta lại đi vào từng cái nghiệp vụ. Nghiệp vụ số 1, mua một số nguyên vật liệu về nhập kho, tiền hàng chưa thanh toán là 15.000. Trong đó ấy, vật liệu chính ở từng này, vật liệu phụ ở từng này. Thì cái này ấy là hồi xưa ấy. Hồi xưa thì người ta có tách ra đúng không? Là vật liệu chính với cả vật liệu phụ. Nhưng mà bây giờ ấy, chúng ta có thể ghi chung vào với nhau với cái loại nguyên vật liệu này. Được không? Nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ ghi luôn nhá. Là nợ tài khoản. Nguyên vật liệu đúng không? Nguyên vật liệu. Vậy thôi. Hồi xưa nó có nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ ghi chung luôn vào nguyên vật liệu. Ok chưa nào? Vậy nợ tài khoản nguyên vật liệu và gì? Tiền hàng chưa thanh toán. Ok. Vậy là nợ đúng không? Tiền hàng mà chưa thanh toán thì sẽ là có tài khoản. Phải trả người bán thôi đúng không? Mua hàng mà chưa trả tiền mà thì sẽ là tăng nợ phải trả. Cụ thể chúng ta ghi có được còn phải trả người bán đấy, và tổng giá trị là bao nhiêu? Tổng giá trị là 15.000. Thì chúng ta ghi vào thôi. Ok, 15 15 dễ đúng không? Đấy, nhiệm vụ một thì rất là dễ thôi, chúng ta làm nhiều chúng ta cũng sẽ thấy nó dễ đúng không? Tiếp theo này, nhiệm vụ 2, chi vận chuyển số hàng trên về nhập kho trả bằng tiền mặt là 3.000, phân bổ cho hai loại vật liệu theo giá mua. Ok. Đấy, thì cái này cũng là một cái dạng hồi xưa đúng không? Thì nếu mà phải tính riêng cái này 8.000 này thì 3.000 này sẽ nhân với cả 8.000 chia 15.000, còn 3.000 cho cái vật liệu phụ sẽ là nhân với cả lấy 3.000 nhân với cả 7.000 chia 15.000. Nhưng mà bây giờ cũng không cần nữa đúng không? Chúng ta cứ tính một lần thôi. Đấy. Chi phí vận chuyển số hàng trên về nhập kho trả bằng tiền mặt là 3.000. Ở đây chúng ta ghi nợ tài khoản. Nhớ nhá, mình đã nói rồi. Chi phí vận chuyển đúng không? Chi phí vận chuyển ấy, nếu người bán phải trả thì chúng ta ghi vào chi phí bán hàng của người bán. Còn nếu người mua phải trả, chúng ta ghi vào giá gốc của người mua. Đấy, thì đây là gì? Ở trên này là nguyên vật liệu, bây giờ là chi phí vận chuyển cái nguyên vật liệu này về thì chúng ta vẫn ghi nợ tài khoản nguyên vật liệu thôi, đúng không? Như bài 3 ấy. Đấy, nguyên vật liệu. Xong. Và ở đây là có tài khoản gì? Tiền mặt đúng không? Ok, trả bằng tiền mặt. Vậy chúng ta ghi có tài khoản tiền mặt thôi. Được chưa? Có tài khoản tiền mặt bởi vì giảm tiền mặt đi. Ok chưa nào? Xong nhá. Nợ tài khoản nguyên vật liệu và có tài khoản tiền mặt, cụ thể số tiền là 3.000. Đấy, bây giờ chúng ta ghi chung rồi đúng không, chứ chúng ta không cần phải tách riêng phụ việc chính nữa. Đấy, nếu mà các bạn thích tách ý, nếu mà hồi xưa nó sẽ ghi như này, mình có thể ghi luôn cho mọi người nếu mà chúng ta muốn tách. Đấy, có thể trên lớp các thầy cô ấy chữa là tách thì mình cũng có thể chữa theo kiểu tách cho mọi người nhá. Đấy là gì? Nợ tài khoản nguyên vật liệu chính và nợ tài khoản nguyên vật liệu phụ. Đây, mình ghi hẳn ra đi. Nếu mà theo ý đề này là nó muốn như này này, nguyên vật liệu chính với cả nguyên vật liệu phụ đúng không? Nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. Cụ thể này, nguyên vật liệu chính là 8.000. Đấy, 8.000. Nguyên vật liệu phụ là 7.000. Đấy, 7.000. Xong bây giờ nó bảo là gì? Đấy, ở đây nó bảo là phân bổ cho hai loại vật liệu theo giá mua. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ phân bổ riêng cho hai loại vật liệu. Đấy là nợ tài khoản nguyên vật liệu chính đúng không? Tính vào giá gốc nguyên vật liệu chính và tính vào giá gốc nguyên vật liệu phụ. Được chưa? Tính vào giá gốc nguyên vật liệu phụ. Đó. Và người ta bảo phân bổ như nào? Phân bổ ấy, theo giá mua, tức là đây chúng ta phải lấy 3.000 này nhân với cả đây giá mua là 8.000 đây đúng không? Đấy, đây là 7.000, tức là theo tỷ lệ đúng không? Lấy 3.000 này nhân với cả 8.000 chia 15.000, cậu hiểu không? Đấy, nhân 8.000
chia cho 15.000 đấy sẽ bằng bao nhiêu thì chính là cái số vừa này. Còn ấy ở nguyên liệu phụ thì tính theo giá mua, tức là lấy 7.000 chia cho 15.000 đúng không, nhân 7.000 chia cho 15.000 đó vậy đó, ok phải bằng bao nhiêu. Vậy cái này chúng ta bấm máy ra là xong đấy, để mình lấy máy tính mình bấm nhá. Đây như mọi người thấy mình đã có máy tính ở đây rồi, mình sẽ bấm này 3.000, đầu tiên là 3.000 nhá, nhân với cả 8.000 chia 15.000, tức là 8 phần 15 thôi, ghi thế cho dễ đúng không, vì rõ ràng là 3 số 0 đằng sau là chia tiêu nhau rồi, thì mình lấy 8 phần 15 thôi, bằng 1.600. Ok 1.600 đây, chắc chắn cái dưới sẽ là 1.400 đúng không, các bạn bấm ra mà xem, bởi vì tổng chắc chắn nó phải là 3.000 đấy, 1.600 và 1.400 đấy, ok đấy, ý người ta là như vậy. Nếu mà như hồi xưa ấy, chúng ta có thể tách ra nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ thì nó sẽ là như vậy. Còn bây giờ ấy, thật ra nó chỉ là một cái nguyên vật liệu thôi, chính phụ nó tính hết vào đấy. Nhưng mà không sao, đấy, nếu một người muốn định khoản theo cái ý của bài này thì chúng ta định khoản như thế này. Xong nhá. Rồi. Tiếp theo ý số 3. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán là 70.000. Ok, dễ rồi đúng không? Khi mà dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán, tức là giảm một khoản nợ phải trả, giảm khoản nợ phải trả tay ghi nợ tài khoản phải trả người bán đúng không? Đấy, bởi vì đi trả nợ người bán mà, thì chúng ta ghi nợ tài khoản phải trả người bán. Và có tài khoản gì? Dùng cái gì để trả thì sẽ là giảm cái đó. Cụ thể đây là dùng tiền gửi ngân hàng để trả. Vậy sẽ là có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Ok, vậy thôi. Và đây, chúng ta ghi số bao nhiêu ở đây? Người ta bảo là trả 70.000 mà. Thì rõ ràng là giảm nợ 70.000 và giảm tiền 70.000. Xong. Chúng ta lại xong tiếp một cái nghiệp vụ nữa. Là rất là dễ. Tiếp theo này, lại đến nghiệp vụ 4 nhá. Đấy, như một thói quen thôi. Nhận được hóa đơn của người bán về số vật liệu phụ mà đơn vị đặt mua nhưng đến cuối kỳ hàng chưa về nhập kho. Đấy, trị giá số hàng trên hóa đơn là 9.000. Thì đấy nó lại liên quan đến việc là gì? Nhận hóa đơn nhưng mà hàng chưa về, đúng không? Thì mình đã nói cho mọi người trong lý thuyết rồi. Đây là một số trường hợp đặc biệt. Nếu mà nhận hóa đơn ấy nhưng mà hàng chưa về thì chúng ta giữ hóa đơn ở đấy đúng không? Khi nào hàng về ta định khoản. Đấy, hiểu như vậy, đúng không? Khi nào hàng về ta định khoản. Còn ấy nếu cuối kỳ hàng vẫn chưa về, các bạn nhớ này, keyword chúng ta đây là cuối kỳ hàng chưa về, thì mình đã nói cho mọi người rồi đúng không? Nếu cuối kỳ hàng chưa về nhập kho thì chúng ta ghi tăng hàng mua đang đi đường. Đấy, nợ tài khoản hàng mua đang đi đường. Nhớ nhá, vào cuối kỳ mà hàng chưa về nhập kho thì chúng ta mới được ghi vào hàng mua đang đi đường. Đó, nợ tài khoản hàng mua đang đi đường. Vậy thôi. Và có tài khoản gì? Thì đây nhá, chúng ta nhận được hóa đơn đúng không? Nhận được hóa đơn của người bán về số vật liệu phụ mà đơn vị đặt mua. Đấy, đặt mua tức là ở đây là cái bên của chúng ta đúng không, đang đặt mua hàng và ấy, khi đó nhận được hóa đơn rồi nhưng mà hàng vẫn đang đi đường chưa về đến kho, thì rõ ràng là khi mà nhận hóa đơn rồi với cả chở hàng về rồi thì đã phải trả tiền rồi đúng không, đã trả tiền rồi. Thì cụ thể ở đây mình có thể giả sử là cái hóa đơn này nhận được đã trả bằng tiền mặt nhá, thì mình sẽ có được khoản tiền mặt thôi đúng không. Đấy, vậy thôi, ok chưa. Ở đây người ta không nói rõ cho chúng ta là cái hóa đơn này là cái việc mà nhận hóa đơn này trả bằng tiền gì. Đấy nên chúng ta phải tự giả sử thôi. Mình giả sử đây là trả bằng tiền mặt. Vậy đây sẽ là nợ tài khoản hàng mua đang đi đường và có khoản tiền mặt. Đấy là số đây là 9.000 đúng không? Là xong. Đấy, trị giá là 9.000. Đó. Ok. Đấy đây là cái việc là gì? Chúng ta đã nhận được hóa đơn rồi, chỉ có là hàng chưa về thôi. Tức là chúng ta đã nhận hóa đơn rồi và nhận hàng rồi nhưng mà đang chở trên đường trở về công ty mình ấy. Đấy. Thế rằng khi đó là nhận hóa đơn rồi lại còn nhận hàng rồi thì phải trả tiền rồi, đúng không? Thì mình sẽ giả sử là trả tiền mặt để mình ghi có được khoản tiền mặt ở đây. Ok. Vậy thôi. Tiếp theo này là đến nhiệm vụ số 5, được cấp một tài sản cố định nguyên giá là 10.000, thì nó có giống y hệt như một cái câu ở trên cái bài số 3 không? Khi mà được cấp một tài sản cố định thì chúng ta ghi tăng tài sản cố định thôi, đúng không? Nợ tài khoản tài sản cố định. Tài sản tăng ghi nợ mà. Và có tài khoản gì đây thì cũng như cái bài số 3 thôi, có tài khoản là vốn góp chủ sở hữu. Được chưa? Vốn góp chủ sở hữu hoặc là vốn đầu tư của chủ sở hữu. Đấy, ở đây là được cấp mà. Đúng không? Được cấp, kể cả được nhà nước cấp hay là được chủ sở hữu cấp thì chúng ta vẫn ghi vào vốn góp chủ sở hữu hết. Đó. Vậy đây là nguyên giá là 10.000. Tài sản cố định thì chúng ta luôn ghi theo nguyên giá thôi. Đây là 10.000, đây là 10.000. Xong. Đấy. Chúng ta lại xong tiếp nghiệp vụ nữa, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo chúng ta đến nghiệp vụ cuối cùng nhá. Thanh toán tiền lương phải trả người lao động. Đấy, và có ba cái đây này. Khấu trừ tiền tạm ứng của công nhân H là 2.000. Khấu trừ khoản bồi thường vật chất của công nhân Y là 3.000, còn lại thanh toán bằng tiền mặt. Đấy, thì ở đây nó cũng giống như ở trong cái đề thi. Các bạn thắc mắc là gì? Thanh toán tiền lương phải trả người lao động. Ủa vậy tiền lương là bao nhiêu? Đúng không? Người ta bảo là khấu trừ là từng này, khấu trừ là từng này và còn lại thanh toán là từng này. Nhưng mà còn lại là bao nhiêu để thanh toán? Đấy, tóm lại ở đây mọi người đang không biết là thanh toán tiền lương phải trả người lao động là thanh toán bao nhiêu, đúng không?
Thì đấy, chúng ta sẽ nhìn lên đề bài nhá. Cái phần mà người ta cho số dư này, đấy, nhiều lúc là chúng ta không cần dùng. Nhưng mà có những lúc là chúng ta có một hai nghiệp vụ chúng ta phải nhìn đến đây để chúng ta dùng. Đấy, cụ thể đây là gì? Người ta nói rất là rõ, thanh toán tiền lương phải trả người lao động, đúng không? Thì chúng ta xem đây là phải trả người lao động là bao nhiêu? Đây, bạn thấy không? Phải trả người lao động đây, chính là nó. Phải trả người lao động là 40.000. Thôi mình đổi màu khác đi. Màu này khó nhìn quá. Đây, phải trả người lao động đây là 40.000 đúng không? 40.000, đó. Vậy bây giờ tóm lại ý, là thanh toán tiền lương phải trả người lao động, tức là bây giờ đi trả lương. Đấy, và trả lương này là 40.000 đây. Chưa? Trả lương này là 40.000. Vậy thì bây giờ chúng ta ghi như nào? Thứ nhất là khấu trừ tiền tạm ứng của công nhân H, khấu trừ khoản bồi thường vật chất và còn lại thanh toán tiền mặt. Ok. Vậy bây giờ chúng ta định khoản này. Đầu tiên sẽ là nợ tài khoản. Thì chúng ta thấy nhá, thanh toán tiền lương phải trả người lao động sẽ làm giảm cái khoản phải trả người lao động đi, đúng không? Nợ tài khoản phải trả người lao động. Vì bây giờ chúng ta đi trả nợ mà. Ban đầu chúng ta đang nợ người lao động đúng không? Bây giờ chúng ta đi trả, chúng ta thanh toán tiền lương, tức là chúng ta đang đi trả tiền lương thôi. Đấy, hiểu đơn giản nôm na là đi trả tiền lương, đúng không? Như chúng ta đi ăn ở quán nào đấy, ví dụ quán bún chẳng hạn đúng không? Chúng ta không bảo là cho em trả tiền thì chúng ta bảo cho em thanh toán, thì nó cũng là thanh toán là trả tiền thôi, được không? Đấy. Thì bây giờ là gì? Nợ tài khoản phải trả người lao động, tức là giảm cái khoản lương phải trả. Đấy, cái thứ nhất. Tiếp theo là bên có thôi đúng không? Tóm lại là nợ là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta ghi hết bên có. Đầu tiên là khấu trừ tiền tạm ứng của công nhân H. Khi mà khấu trừ tiền tạm ứng, chúng ta ghi có tài khoản tạm ứng đúng không? Ứng. Giảm khoản tạm ứng đi, được không? Cái khoản tạm ứng mà thừa của cái công nhân này ý, chúng ta trả luôn cho người ta, được chưa? Đấy, hiểu đơn giản như vậy. Đấy, vậy là có khoản tạm ứng. Tiếp theo này, khấu trừ khoản bồi thường vật chất của công nhân Y. Giờ chúng ta ghi tài khoản gì ở đây? Đấy, mọi người nhớ nhá. Cái khoản bồi thường vật chất của công nhân ấy thì chúng ta ghi vào phải công khác, được không? Cụ thể là số hiệu là 138 ấy, mọi người có thể xem trong đấy. Được không? 138. Đấy sẽ là có tài khoản phải thu khác, được không? Phải thu khác ở trong đấy nó bao gồm là bồi thường vật chất mà, đúng không? Tức là ấy, chúng ta đang phải thu một khoản là bồi thường vật chất, nhưng mà bây giờ đến lúc trả lương ấy chúng ta bảo là thôi, tôi khấu trừ luôn khoản này. Đấy, tức là đáng lẽ là mình đang phải trả cho người ta là 10 triệu chẳng hạn. Nhưng mà ấy, mình đang phải thu từ người ta là 3 triệu. Đấy, vậy thì tóm lại mình chỉ cần trả người ta là 7 triệu thôi, mình sẽ khấu trừ luôn, đúng không? Coi như người ta không phải trả mình nữa, đúng không? Và mình trả người ta nốt phần còn lại. Đấy thì ở đây cái việc khấu trừ chúng ta hiểu như vậy, được không? Đấy, đáng lẽ là đang có một khoản phải thu từ cái việc là bồi thường này đúng không? Công nhân này làm hỏng cái gì đấy đang phải bồi thường. Nhưng mà bây giờ đến kỳ trả lương ấy thì bảo thôi ông không cần bồi thường nữa, tôi sẽ trả lương cho ông và tôi trừ đi luôn cái phần mà ông phải trả tôi. Đấy, ok. Đấy, vậy là có khoản phải thu khác và còn lại thì người ta nói là gì nhỉ? Còn lại thanh toán tiền mặt, ok. Vậy là sau hai khoản khấu trừ này thì chúng ta ghi có tài khoản tiền mặt là cái cuối cùng, đúng không? Tiền mặt. Đó. Và bây giờ chúng ta ghi số là bao nhiêu thì rất là dễ thôi. Đầu tiên này là chúng ta phải xem là giảm phải trả người lao động là bao nhiêu. Thì như mình đã nói rồi, ở trên đây đây đúng không? Phải trả người lao động ấy là số dư là 40.000, tức là đang phải trả người lao động là 40.000. Thì bây giờ, đấy, bây giờ chúng ta xuống đây, nợ tài khoản phải trả người lao động, chúng ta cũng sẽ ghi là 40.000 luôn. Chưa? 40.000 luôn. Vì giảm luôn 40.000 mà, đi trả lương là trả tất cả luôn. Ban đầu là nợ 40.000 thì bây giờ trả 40.000. Nhưng mà ấy được khấu trừ những khoản này. Thứ nhất là khấu trừ tiền tạm ứng của công nhân H. Đấy. Công nhân H này đang cầm tiền thừa công ty đúng không? Thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ khấu trừ luôn phần này, tức là trả cho họ và trừ đi phần này đi, đúng không? Cũng tương tự với phải chi khác này. Đấy, công nhân này làm hỏng gì đấy và bị đền bù là 3.000 đúng không? Thì ta sẽ trừ luôn cái phần đó, chúng ta giả họ phần còn lại thôi. Còn lại là tiền mặt thì như mình đã nói rồi, tính ra thì rất là dễ thôi. Tổng nợ và tổng có. Ở đây tổng nợ là bằng 40.000, tổng có mới là 5.000 thôi. Chưa? Tổng có đây mới là 5.000 thôi. Thì cái cuối cùng phải là bao nhiêu? Phải là 35.000. Đúng không? Cái chúng ta lấy 40.000 này, trừ đi 2.000 và trừ đi 3.000 thì nó phải ra là 35.000. Xong sau đó chúng ta kiểm tra lại một cách là gì? Xem tổng nợ đã bằng tổng có chưa? Đấy, tổng nợ đây là 40.000, tổng có là ba cái này cộng vào nhau, 2.000 cộng 3.000 cộng 35.000 là 40.000 nốt. Ok, vậy là xong rồi. Rất là dễ đúng không? Thì mình lại chữa cho mọi người xong cái nghiệp vụ số 6 cũng như là nghiệp vụ cuối cùng của cái bài này rồi. Dễ đúng không nào? Ok, xong bài số 4 nhá. Đấy, còn ý, với cái việc mà phản ánh và tài khoản chữ T thì chúng ta phản ánh bình thường thôi, đúng không? Người ta cho chúng ta số dư đầu kỳ, chúng ta phản ánh cho dễ đấy. Và thứ hai là lập bảng cân đối tài khoản. Lập bảng cân đối tài khoản thì nó là một cái bảng để kiểm tra nợ có, tổng nợ và tổng có không thôi, đúng không? Mình cũng chỉ mọi người trong phần lý thuyết rồi. Đấy, mọi người thích thì cũng có thể lập. Nhưng mà đấy là đề kiểm tra và đề thi sẽ không bắt chúng ta lập cái này. Đấy, cho nên mình cũng sẽ không chữa ở đây, đúng không? Ok, mình sẽ trọng tâm là chữa những phần định khoản cho mọi người thôi. Ok nhá. Hiện tại còn hai cái bài nữa. Đấy là bài số 5 và bài số 6 là chúng ta kết thúc được cái phần là gì? Kế toán mua hàng. Và sau đó chúng ta sẽ lại chữa đến kế toán bán hàng nhá.
Ok. Thì bây giờ mình hôm nay đây thôi, mình chữa xong bài 4 thôi nhá. Hẹn mọi người ở video sau thì mình sẽ cùng mọi người chữa bài số 5. Ok, bài số 5 có vẻ là khá là dài đây. Thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở video sau nhá. Vì hôm nay chúng ta dừng lại đây thôi. Mình cố gắng là mỗi video mình sẽ chữa một bài. Đây, mọi người sẽ dễ xem hơn, cũng như là dễ hình dung hơn. Ok, bye mọi người. Bye.